Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với anh Dũng Vision. Đây là bản tin đúng ra phát vào lúc 18 giờ chiều nay, nhưng mà hôm nay tôi có tí việc cho nên là tôi cũng cập nhật thêm một số cái thông tin. Chắc các bạn cũng đã xem một số nơi mà về cái phần của chúng ta thì chúng ta vẫn cứ cập nhật. Như chúng ta biết là ngày hôm qua có lẽ là tôi nghĩ là không phải là Nga trả đũa cái vụ mà cái tàu đổ bộ tấn công là bị thiệt hại, và cái tàu huấn luyện bị thiệt hại đâu. Mà ngày hôm qua chúng ta biết là Nga tấn công rất dữ dội từ các cái sân bay Anchor ở chỗ Saratov và một cái sân bay Caspi. Chúng ta biết là cái khu vực ở Caspian thì hai cái sân bay này là tấn công dồn dập vào Ukraine. Chúng ta biết là vào các cái điểm, thứ nhất Kiev, thứ hai là Kharkov, thứ ba là Dnipro, thứ tư là Zaporizhia, thứ năm là Odessa, thứ sáu là Khmelnytsky, thứ bảy là Lvov, và đâu nữa nào, Starokonstantinov ở khu vực này, tức là nó trên Khmelnytsky và dưới Zhytomyr, xem còn đâu nữa không nào, và Mihograd nữa, tức là nó ở trong cái vùng này các bạn nhé, cái vùng này, đâu nữa nào. Rồi, như vậy là Nga đã sử dụng là 18 máy bay ném bom, 150 quả tên lửa, là kể cả máy bay, kể cả tàu là phóng lên. Hiện nay là Nga rất là, cũng như xin lỗi, là rất là ngây ngang các bạn nha, vẫn là mấy cái tàu đang nằm đây này, chơi luôn này, không có ngán đâu các bạn, bắn vào khắp nơi hết. Thực các cái 18 máy bay này nó chỗ Anso là cái chỗ mà trước chúng ta biết là lâu lắm rồi là bị mấy chiếc máy bay đó, đấy cái Anso chỗ trên cái sông Volga đấy, là từ trên đấy phải chỗ Caspian thì là phóng vào cái khu vực đó, thì chúng ta biết là có thể nói là chưa từng thấy các bạn nhé, là 150 quả tên lửa, chưa kể các loại UAV Shahed của Iran. Thế thì đánh vào đâu? Đánh vào coi như là các cái học viện bộ binh tại Kiev, rồi tất cả các cái là siêu thị là chứa kho đạn, rồi doanh trại, rồi các cơ sở hạ tầng khác, cũng như là nói chung là những cái các cái cơ sở về quân sự phòng. Có thể nói đánh chưa từng có một đêm nào như đêm qua, sáng nay, thậm chí sáng nay cũng tiếp tục đánh cái Kharkov đây nữa các bạn, Kharkov là hôm nay là coi như đánh hôm qua là có 10 vụ nổ tối qua, và sáng nay là có 10 vụ nổ nữa, là từ 10 giờ đến 18 giờ này, chúng ta thấy là có thể nói là nát hết. Đấy, như thế thì nếu mà xét đếm ra còn chỗ nào yên thì có lẽ là một là chỗ Mykolaiv là yên này, hai Kryvyi Rih, 3 Kremenchuk, Chagaksi và Zhytomyr. Đây là các điểm mà có thể nói là đêm qua là êm, còn tất cả là đều bị đánh hết, tàn nát hết. Thì chúng ta nghĩ rằng là thế là bây giờ là tại sao Nga đánh? Tại sao lại cái thời điểm này? Và có phải là bây giờ bắt đầu tấn công hay không? Đấy. Chứ không phải là vấn đề trả đũa. Nói chắc chắn là không phải trả đũa rồi. Trả đũa thì chỉ cần một nhát vào nặn bấy cái Kiev là được rồi, mà đây mà đánh khắp nơi này thì chắc chắn là đánh vào các căn cứ, và chúng ta xem video chúng ta sẽ thấy là tất cả có các cái khói lửa và những là các vụ nổ rất lớn, đặc biệt là Kiev là tôi thấy là có một cái ngọn lửa nó trùm lên giống như là hình nấm ấy, thì chắc chắn nó là cái gì đây, thì để sau này nó Ukraine là toán lên nó báo cáo ra thì chúng ta biết nó là cái gì thôi, chứ bây giờ chúng ta chỉ biết là Nga đã một cái đòn thủ rất ghê gớm, và cũng có thể để mà bắt đầu tấn công, cũng có thể là để thể hiện rằng hay là Nga rất là mạnh. Cái không quân 18 máy bay đi ném bom là các bạn biết là không có sợ Patriot gì nữa rồi, và 150 quả tên lửa trong một đêm thì có thể nó quá nhiều. Như vậy là cũng có thể là thể hiện cái cơ bắp của mình là hoành tráng, và có thể là bắt đầu cái chiến dịch gì đó, thì chúng ta chỉ biết vậy thôi. Thế bây giờ chúng ta đi vào từng cái khu vực một. Kerinki thì thực tế là không có cái thông tin gì mới. Robotine thì hiện nay là đang chạy tán loạn, vẫn còn các bạn nhé, chưa chạy hết nhé. Hiện nay thì đang chạy thôi, chưa chạy hết.
Tôi thấy là vẽ từ cái chỗ mà robot thì này ngang, robot thì này đang chạy lên, chạy về đây. Đấy. Tất cả là đang chạy về. Thì Nga đã lấy hết toàn bộ chưa? Thì chưa lấy hết toàn bộ. Bảo vẽ đỏ chưa? Thì nếu mà vẽ như thế này thì chắc chắn là chưa rồi các bạn. Chưa chưa vẽ hết được thế này. Nhưng mà có thể nói rằng ấy là cái vùng này là Nga đang bình định. Coi như là truy truy sát, truy đuổi, truy kích tất cả các lực lượng. Đấy, thì chúng ta thấy có thể là đến đây rồi, nhưng mà tôi cũng chưa dám vẽ ở đây. Tôi vẫn vẽ theo cái kiểu này, là có nghĩa là nó cũng còn lẩn quẩn đâu đó. Đấy, quân của Ukraine. Bây giờ chúng ta đến cái chỗ Novomikrovska. Novomikrovska này thì hiện nay là Nga đang đánh bom, bom Pháp các bạn nha. Chỗ này thì lại bom Pháp là đánh vào đây rồi, đánh vào đây. Đấy, nếu mà chúng ta vẽ đây thì nó là nằm cái vị trí như này. Thì đấy là đánh hai khu vực này. Thì bên này thì Nga cũng đang đánh vào. Chúng ta biết là vào mấy con phố rồi. Còn chỗ này là bắt đầu cũng đang gọi là nhấp nhem vào mấy con số phố này rồi. Thì cũng giống như mấy bữa trước, đang phá tất cả các tòa nhà là cái khu vực phía ngoài này. Ở phía đông tôi thấy là vào được con phố thứ năm rồi. Tức là thí dụ như là chúng ta thấy là thí dụ hai các con phố ngang này nó có 5 con phố này. Thì tôi thấy lực lượng của Nga đã vào tới đây rồi các bạn nhé. Còn có thể là đánh sâu hơn nữa hay là mai bị đánh ra hay không thì chúng ta không biết, nhưng mà hiện nay đã vào được trong này rồi. Quý lắm rồi. Rồi chúng ta đi lên cái khu vực Andipka. Cái chỗ khu vực này thì Nga đã tiến lên trên này rồi các bạn nhé. Đấy, cái này thì chúng ta chỉ điểm lại thôi. Thực tế là bây giờ còn đang lên trên này cả, chứ còn cái chỗ khu vực này thì cũng Nga hết rồi. Thì chúng ta ôn lại qua sau khi đấy, chúng ta ôn lại đây thôi. Đấy, tất cả khu vực này là đỏ hết rồi các bạn. Rồi khu vực Adipka. Adipka thì hiện nay là chủ yếu là phía bắc này thôi. Phía bắc này là Nga đang tiến lên. Tôi thấy xin lỗi là đã lên tới trên cái chỗ bờ này rồi. Chỗ và bờ này nói chung là không phải là dễ đánh đâu, thì chúng ta thấy là cái chỗ này cứ đánh hoài như vậy, nhưng mà cuối cùng là bây giờ cũng đã đánh được rồi. Đây là cái đường sắt, đây cái đường sắt cắt đến Ocherestina. Còn cái đường này là chúng ta biết là cái đường này là nó đi đi vào Adipka. Thì hiện nay Nga đánh tới đây rồi. Đánh tới đây thì tôi thấy là có vẽ một cái chỗ này, nhưng mà tôi không dám vẽ đỏ đâu. Chúng ta cứ cho là vùng xám này. Chứ Nga thì là vẽ đỏ tới cái khu vực này rồi. Tôi vẫn không tin. Chưa tin. Còn cái khu vực Kalinova thì như hôm qua chúng ta biết là nó nằm lên tới trên này. Thì bây giờ là Nga chỉ lấy lại được cái chỗ khu vực giáp ranh này thôi các bạn ạ. Đấy, là tôi thấy như thế này. Hiện nay khu vực này là đỏ rồi. Thì cũng cái này tôi nói thật là tôi rất là mong làm sao mà lấy được cái Kalinova này. Chỗ thế này hôm qua lấy ra tới đây rồi mà không biết sao bị hỏng, mà cái chỗ này thành khu vực xám. Lại tiếp tục đâu. Nói chung là Adipka bây giờ đang mặt trận đang ở phía bắc các bạn nhé. Còn phía nam thì Nga có thể đánh chứ không thì tôi chưa thấy, nhưng mà hiện nay đang phía bắc mà đang giao tranh rất là ác liệt tại khu vực này. Còn ngoài ra thì Nga đã chiếm được cái chỗ phía dưới này, cái chỗ phía dưới này. Đấy. Thì Nga đã đánh xuống đây, đã vẽ đây rồi là đúng rồi đây. Đấy, chính xác là như vậy. Nga đang đánh xuống như này, chiếm đây. Chúng ta thấy trước đây cái hồ này nó cũng là xanh này. Đấy, thì bây giờ là đỏ rồi. Đấy, bây giờ tiếp tục đánh xuống phía dưới này. Đấy, cái hồ thế này là của Nga hết rồi. Đang đánh tới càng cái hồ này rồi các bạn nhé. Bây giờ chúng ta đến cái chỗ khu vực Bakhmut. Bakhmut thì ngay cái chỗ Klitschko này thì cũng đang giao tranh. Trên đây là Ivanovka. Hiện nay là bên Ukraine là đang chạy khỏi đây. Đấy, đang chạy khỏi đây để mà đi ra con kênh. Nói chung ngày nào nó tôi thấy nó tương đối giống nhau đấy các bạn. Nhưng mà hôm nay thì Nga đang truy sát ở cái chỗ này, đang lấy các điểm cao, đang đánh vào cái khu vực này. Là cái khu vực này là Nga, Ukraine trước đây là đang giữ chỗ này, vì hiện nay là Nga đã tập trung đánh khu vực này.
Ngoài ra tiếp tục là hỗ trợ cho Ivanovka. Cái khu vực này nó có một cái sân bay tạm thời các bạn nhé. Chúng ta lên trên này. Đây nó có một cái chỗ sân bay đây, là cái chỗ này đây các bạn. Đó, đây là cái sân bay. Nó cũng tạm thời thôi. Thì hiện nay là Nga đã chiếm được khu vực này. Chiếm được khu vực này. Đây trong cái vòng xanh này này các bạn, xanh này. Đó. Nga đã chiếm được cái này. Và nói chung là Nga không đánh trực diện như chúng ta nói mấy ngày này là không có đánh trực diện vào. Đã chiếm được khu vực này thì có nghĩa rằng ấy, là nó sẽ rất là thuận lợi cho cái vấn đề mà kẹp từ dưới lên trên cái chỗ Krasivka chúng ta lúc nãy nói. Hiện nay Nga đang đánh như thế này, đang đánh lên khu vực này. Còn cái chỗ này là không đánh vào các bạn nhé, cái chỗ này là không đánh. Trước đây chúng ta nói rồi là các cái lực lượng của Ukraine người ta đang thủ ở đây rất là chặt, nhưng mà Nga tới đánh tới khu vực này thôi là coi như là dừng. Chúng ta thấy là đánh các khu vực này cũng đánh cố vào đây chứ còn không đánh vào trong này, thì hiện nay là đang giao tranh ở cái chỗ khu vực phía ngoài này, ngoài ngoại ô của cái Ivanovka, nhưng mà phía dưới này là Nga đã áp vào tới tới rìa của Avdiivka rồi. Thì cũng hy vọng là tối nay có cái gì mới không ở đây. Hiện nay khu vực này đấy này. Tóm lại là Ivanovka đã đến đây rồi này các bạn nha. Còn riêng khu vực này thì có vẻ như lại lại hỏng cái chỗ cái chúng ta thấy là cái chỗ mà nghĩa trang này lại mất lại rồi. Thì hồi sáng là chúng ta đã là lấy được cái chỗ này, bây giờ lại tiếp tục mất. Mà cái chỗ này nó liên quan với cái đường đường cong đấy các bạn. Cái đường cong này, này và Khorogove, cái đường này này các bạn, đây, cái đường này, đây. Là ăn vào tới đây là tức là ăn gần vào cái chỗ đường cong rồi, tức là mất đi các bạn nhé. Còn riêng Buanoka này thì cũng Nga vẫn đang tiến ở phía bên mép trên này thôi, đang mép trên này, chứ còn cái phía đây thì là Nga đã lấy được là coi như là 40% thì vẫn 40% thôi các bạn, vẫn thế này thôi. Không nhiều hơn. Rồi tại khu vực Spirane chúng ta nói gọn thôi, nói chúng ta điểm thôi chứ cũng không có tường thuật nữa. Vì rồi, cái Spirane này thì hiện nay là Nga cũng đã lấn lên được phía trên này rồi. Đấy, cái khu vực này. Còn bây giờ tiếp tục đang tấn công lên, tấn công qua, không đánh vào giữa nha, vẫn không đánh vào giữa các bạn. Đấy. Lấy hết cái phần ở phía dưới thôi. Và đang pháo kích vào trung tâm, đang pháo kích vào cái chỗ mà cái làng này, cái chỗ này như chúng ta đã nói nhiều lần nó là cái thay đổi chủ suốt thôi. Rồi tại cái chỗ khu vực Sinkovka thì cái trận hôm qua đau quá, Nga mất 20 chiếc, và thực tế một số bạn là nói là như thế là khoảng 5 người trên một xe, gọi là 5 người, 5 anh em trên chiếc xe tăng thì là khoảng 100 người, là không có đúng các bạn nhé. Thứ nhất xe tăng bây giờ nó chỉ 3 đến 4 người thôi, đấy là một. Cái thứ hai nữa là các cái khi mà đã bị bắn này là tất cả đã trào ra ngoài hết. Có lẽ chỉ có thể là một một coi như là cái tài xế là có thể bị thôi. Đấy, bởi vì còn cố chạy, cố quay đầu có nọ kia và còn tiếp tục đi bắn nữa thì có thể là bị hai nhát thì có thể là bị thôi. Chứ tôi thấy là cái lực lượng của Nga bộ binh nó nhảy ra ngoài hết chứ không có bị mất hết như vậy đâu. Ngoài ra thì trong những ngày hôm nay tiếp tục là bên Ukraine đang hù dọa cái nhà máy Edeguda này và nhà máy điện hạt nhân các cái khu vực này, thì sau này để đổ lỗi cho Nga, thì cái này thì chúng ta theo dõi thôi. Thì tinh thần hôm nay là cũng trễ rồi cho nên tôi cũng điểm danh lại một số cái vấn đề để mà chúng ta thảo luận. Thế đặc biệt là tại sao mà đánh 150 quả tên lửa và 18 cái máy bay, đây là một câu hỏi rất lớn. Vậy thôi, xin hẹn gặp lại các bạn trong cái bản tin sau. Bye bye.